Quang Linh, Phạm Thoại và loạt celeb bàng hoàng khi hay tin Hằng Du Mục bị tương tác, ngỡ ngàng vì tình tiết nặng hơn cả phim. Mình lướt về bài chị Hằng Du Mục. Trời ơi, sao tức quá. Chưa bao giờ mà mình thấy một cái trường hợp nó đến như vậy nha. Ngày hôm nay khi mà lướt về hình ảnh của bà Hằng á, trên mặt bà toàn kiểu nó giống như là tranh thế giới thứ hai à. Và cũng không hiểu lý do gì sao bà Hằng bà đấy bị chịu đựng được đến bây giờ. Chắc là vì thương hai đứa con với lại là hai đứa con chồng bà. Là ông này quá gia trưởng, sơ hở là tác động vật lý. Tôi nói thiệt với mấy bà, sống chung với một người mà coi mình như là cái bao cát, sơ hở là lấy ra là luyện tay luyện chân là còn gì nữa đâu. Bố ruột chiến thần xác nhận con gái đã an toàn. Nhất Dương, Dịch Dương thay mẹ kế bảo vệ hai em nhỏ. Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, lạnh giá là vậy phải không? Cô dâu Việt tại Trung Quốc khẳng định luật pháp sẽ bảo vệ quyền lợi. Nếu đủ bằng chứng, chiến thần dễ nắm quyền nuôi con. Trong hôn nhân bên Trung, hai điều quan trọng mất quyền lợi đó là ngoại tình và phu. Gia đình bên Trung được bảo vệ trước pháp luật, không những bảo vệ cô dâu người Trung mà là cô dâu người nước ngoài tại Trung Quốc vẫn được bảo vệ trước pháp luật. Nếu mình là người bị thiệt, mình đều được yêu cầu và cần phải chứng minh tất cả những chứng cứ yêu cầu, và người bị thiệt sẽ được ưu tiên hơn trong việc tranh chấp nuôi con. Vừa qua, Hằng Du Mục đã đăng tải loạt bằng chứng bị chồng Trung Quốc tác động vật lý bằng vật nguy hiểm. Gần 100.000 bình luận của dân mạng và người hâm mộ bày tỏ sự xót xa, bức xúc trước hình ảnh nhói lòng của Hằng Du Mục. Quang Linh Vlog cũng đăng tải bài đăng: đây là chuyện của gia đình mình, hy vọng các bạn sẽ có góc nhìn chính xác về những gì chị mình đã trải qua trong nhiều năm gần đây. Mới đây, TikToker Phạm Thoại chia sẻ bản thân quá ngỡ ngàng khi vừa ngủ dậy đã tiếp nhận sự việc quá đỗi nghiêm trọng này. Theo đó, nam TikToker cho biết sau khi nhìn thấy những hình ảnh do Hằng Du Mục đăng tải, bản thân không nén nổi sự bức xúc và sợ hãi. Phạm Thoại bổ sung bản thân không thể chấp nhận được sự việc nói trên, đồng thời bày tỏ, nhìn mà thương chị Hằng Du Mục quá trời ơi. Không chỉ Phạm Thoại, nhiều người nổi tiếng cũng bất ngờ trước sự việc này, dành nhiều lời động viên tinh thần cho chiến thần livestream. Trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, không ít người có sức ảnh hưởng cũng đồng loạt lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, Hằng Du Mục cho biết bác sĩ mất hơn 3 giờ đồng hồ mới có thể xử lý xong vết thương cho cô. Ngoài ra, Hằng Du Mục tiết lộ tình trạng bị chồng Trung gây ảnh hưởng tinh thần đã kéo dài suốt thời gian qua. Trong chính bài đăng mới, Hằng Du Mục đã xác nhận sẽ chính thức ly hôn với chồng ngoại quốc Tôn Bằng. Theo đó, phiên tòa xét xử ly hôn sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tới. Trước sự việc này, bố ruột của Hằng Du Mục đã chia sẻ bài đăng liên quan đến kết quả giám định vết thương của con gái. Đồng thời, bố của chiến thần cũng cho biết hiện Hằng Du Mục đang được điều trị an toàn tại bệnh viện. Các con nhỏ của cô cũng đang được Nhất Dương và Dịch Dương trông coi và bảo vệ. Vào tối ngày 9 tháng 8 vừa qua, Hằng Du Mục bất ngờ đăng tải hình ảnh Dịch Dương có dấu hiệu bị tác động vật lý. Hằng Du Mục và đội ngũ trong team cũng cập nhật loạt hình ảnh, video cho thấy cơ quan chức năng tại Trung Quốc vào đêm qua đã có mặt tại khu vực nhà cô để can thiệp giải quyết. Chính bố ruột cô cũng chính thức lên tiếng xác nhận vết tích xuất hiện trên người Dịch Dương là do ông xã ngoại quốc của con gái gây nên. Cụ thể, Dịch Dương đã đứng ra đỡ lấy gì khi bố Tôn Bằng tác động vật lý. Đó là lý do vì sao Hằng Du Mục đột ngột cảm ơn và cho rằng bản thân nợ Dịch Dương một mạng. Vì khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhiều người hâm mộ nữ chiến thần lại càng thêm sốt ruột vì không thể giúp được gì, cảm thấy bất an cho Hằng Du Mục khi ở nơi đất khách quê người. Những ngày vừa qua, không chỉ Hằng Du Mục mà bố ruột của cô cũng thường xuyên đăng tải trạng thái và có bình luận ẩn ý về những chuyện xảy ra gần đây với chiến thần livestream. Theo đó, tin tức lớn mà phía Hằng Du Mục úp mở bấy lâu được cho là bằng chứng tác động vật lý cùng tin tức xác nhận ly hôn chồng Trung Quốc. Được biết, cách đây khoảng 2 tháng, vụ việc Hằng Du Mục bị chồng Trung Quốc tương tác vật lý cũng từng gây chấn động dư luận thời điểm bấy giờ vì chiến thần từng xuất hiện trên livestream với loạt dấu vết cho thấy bị tác động không hề nhẹ. Cụ thể nguyên nhân là do ông xã ngoại quốc của cô ghen tuông suốt thời gian dài mỗi khi Hằng Du Mục có công việc với đồng nghiệp khác giới. Thời điểm này, được biết Dịch Dương đang có chuyến tham gia trại hè. Sau khi biết tin dì bị bố ruột tương tác, cậu đã ngay lập tức rời trại để quay về sát cánh với Hằng Du Mục. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!